Bây giờ là 10 giờ kém và mình đang chờ để nhận máy Z Fold 3 và Z Flip 3. Ủa, tóc tay con dở ơi. Ok các bạn ơi, thực ra thì mình định để ngày mai mới quay mở hộp cơ cho nó sáng đẹp. Nhưng mà nóng lòng lắm rồi, giờ mình phải mở hộp trên tay để còn đi ngủ xong rồi ôm. Thế nên là bây giờ chúng ta cùng unbox nhá. Đúng là vừa mới lên video kia xong thì được gửi máy luôn. Trời ơi, mình sẽ mở hộp Z Fold 3 5G trước. Đây của mình là phiên bản 256GB, 12GB RAM và màu Phantom Black. Bóc siêu nè, nhìn nè mọi người. Few moments later. Úi chà. Mùi siêu mới luôn. Siêu mới. À quên, bạn nào mà quan tâm đến Z Fold 3 với cả Z Flip 3 ấy, thì có thể đặt hàng trước tại Cellphonet. Và máy là Cellphonet vừa mới gửi nóng cho mình trong đêm luôn. Từ ngày 12 tháng 8 cho đến có 2 đợt đặt hàng, đến ngày 16 tháng 9 sẽ nhận được quà tặng rất là hấp dẫn. Mình thấy là Z Fold 3 còn được tặng luôn cả bút S Pen và bao da luôn, xong cả tai nghe nữa. Ôi nhìn này. Bóp nè. Con chỉ đồ đang hỏng hả? Wow. Wow. Ê mọi người ơi, mình thấy mỏng đấy chứ, khi mà mở ra mỏng. Thực ra thì ngày trước ấy mình cũng chỉ mới được cầm trên tay Z Fold và Z Fold 2 thôi, còn chưa được sử dụng nhiều lắm. Nhưng mà Z Fold 3 này cầm khi mà mở ra mình cảm giác là ôi mỏng, mỏng phết. Mình sẽ khởi động, trong lúc đấy chúng ta xem phụ kiện nhá. Ủa, các bạn ơi, không có gì hết. Đúng như là chúng ta đã biết là sẽ không có củ sạc rồi đúng không mọi người? Và chỉ có cắp sạc thôi. Mình đọc được comment ở trên mạng, có bạn nào bảo là học theo Apple cái gì không học, đi học bỏ củ sạc. Không, nhưng mà phải nói là bỏ củ sạc thì cái vỏ hộp ý, công nhận nhìn nó sexy và nó đẹp phết. Chỉ tốn tiền cho ai mà chưa có củ sạc cần phải mua thêm thôi. Đó, phụ kiện chúng ta chỉ có thế thôi. Rất đơn giản các bạn ạ. Mình sẽ chờ cho lúc khởi động máy thì chúng ta sẽ mở hộp chiếc Z Flip 3 luôn nhá. Ôi nhìn này, đẹp thật sự luôn ý. Lần đầu tiên được cầm một chiếc máy tính, à không phải máy tính, xin lỗi, lộn, Z Fold 3 bóng loáng luôn. Mặt trước mặt sau bóng loáng luôn này. 76 inch to thật. Giá gì đây là màu khác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật này. Mình thích, mình thích, mình thích. Thực ra Z Flip 3 bây giờ có mỗi 25 triệu mấy rồi. Mình nhớ như thế đúng không? 25 triệu 9, 26 triệu gì đấy. Đặt trước Cellphonet các bạn có thể tham khảo luôn. Và đây là phiên bản màu cream. Tại sao nó phải màu tím giống cái váy mình mặc? Video này hơi bằng nhắn nha. Màu cream, màu kem. Hãy nghe cái âm thanh này. Nghe này. Alo, ôm xíu. Moraku Wekure. Video này chỉ là video mở hộp và bóc siêu thôi mọi người. Mình đã bóc siêu tổng cộng đây là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Hơn 70 triệu, hơn 80 triệu. Nên là khi nhận máy mình đã phải chụp hình để xác nhận. Số tiền rất là lớn đúng không? Gần 100 triệu trong một tối. Ui, các bạn nhìn này. Cái camera ẩn dưới màn hình ấy, thì khi mà ở thiết lập điện thoại mình thấy ở màn hình nó nhìn thấy luôn. Mọi người nhìn thấy không? Không biết là tí nữa khi mà trải nghiệm xem video với các kiểu thì nó như thế nào nhỉ? Nó có bị nhìn rõ như thế này không? Cái này thì mình cảm giác như một đốm phát sáng luôn ý. Ôi, chỗ mặt độ điểm ảnh đây trông hay thật. Và khi mà mở chiếc Z Fold 3 lên thì mình đã test ngay camera rồi mọi người ạ. Thì các bạn có thể thấy là đây là những cái bức hình mà mình chụp bằng cả cam ẩn dưới màn hình và cả cái cam selfie trước này nữa. Bây giờ mình sẽ test lại cho mọi người xem nha. Một. Ok. Hai. Đấy,
Mọi người có nhìn thấy không? Tức là khi mà chụp bằng cam ẩn dưới màn hình này này thì máy nó sẽ phải mất một khoảng 1 đến 2 giây để xử lý ảnh. Lúc đầu nhìn nó sẽ hơi bị mờ mờ ảo diệu một chút, nhưng mà sau khi xử lý này được đẩy hết cả về cái độ chi tiết cũng như là sắc nét. Tuy là mình chụp đây là thiếu sáng thì nó sẽ vẫn hơi kiểu cảm giác bị bệt bệt, noi noi một chút đi. Nhưng mà với chất lượng như này mình thấy cũng ok la đấy chứ các bạn. Với một chiếc camera ẩn dưới màn hình như này, đấy các bạn nhìn đi, cũng đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ. Hay là do người đẹp. Còn đây là về chiếc cam selfie ngoài thì nó vẫn là sắc nét, trông nó vẫn nét, nhìn nó vẫn thật hơn, tạo cảm giác là nó không bị kiểu đẩy nét giảm lên như thế này. Nhưng nhìn chung mình thấy ok la, để sáng ngày mai mình sẽ thử chụp lại cho mọi người xem nha. Và về cái màn hình này này thì nếu như mà nhìn bình thường chúng ta sẽ nhìn thấy là nó vẫn có lộ cái camera. Ủa, vẫn nhìn thấy chứ. Bây giờ mình sẽ thử vào xem YouTube xem. Này, vào đây thì sẽ nhìn thấy rõ hơn một chút. Thực ra thì mình thấy là cái này nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm khi mà xem video lắm. Bởi vì là nếu như mà nhìn kỹ thì chúng ta mới thấy là cái camera lộ như thế thôi đúng không? Còn nếu mà nhìn qua thì nó vẫn đem đến một cái trải nghiệm rất là tràn viền, rất là tuyệt vời, không hề có khiếm khuyết. Ngày xưa thì nó có một cái lỗ tròn tròn đen đen ở đây. Còn bây giờ thì đã mất rồi, nên ok la. Nghe nói là chiếc Z Fold 3, Z Flip 3 cũng đã được tối ưu những cái ứng dụng như kiểu YouTube này, về tỷ lệ màn hình xem tràn viền này, và cả TikTok nữa, nhưng mà mình chưa kịp tải TikTok về. Nhưng đại khái là như vậy đấy mọi người. Các bạn có thể nhìn về thiết kế này, màu Phantom Black khá là đẹp, cầm khá là đầm tay, nói chung là cầm thích. Và mình thấy là cảm giác là rất sang trọng, và chất lượng camera thì mình test qua như thế. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại em Z Flip. Em này thì mình đang truyền dữ liệu nha các bạn ơi. Đó, cảm giác cầm trên tay là mỏng thật sự luôn, cầm rất là mỏng và đã. Nếu mà so với chiếc S21 của mình thì sẽ thấy là em Z Flip này đúng là thon và dài hơn. Nhưng cảm giác cầm cũng khá là lạ, đã, máy mỏng nữa. Và đặc biệt là khi mà gập lại thì nó sẽ nhỏ như một hộp phấn vậy. Xinh chưa? Trời ơi, cái màn hình hiển thị này á cũng rất là sắc nét nha. Nhưng mà truyền dữ liệu một chút mà nóng máy cực kỳ luôn ấy. Máy mình đang nóng ran lên rồi. Các bạn biết không, video này chỉ thiếu nhúng nước thôi, nhưng mà nhìn này. Này. Mượt, phải gọi là mượt. Màn hình 120Hz. Sang để em này. Ôi dồi ôi, mượt. Ngày hôm nay mình đã được chủ yếu video này là để unbox hai sản phẩm mới nguyên siêu luôn, đến từ nhà Samsung, trị giá là khoảng hơn 70 triệu trên tay mình á. Đó, giá trị rất là lớn thì mình cũng khá là hồi hộp. Thì nếu như các bạn quan tâm đến hai sản phẩm này thì có thể tham khảo ngay mô tả chi tiết phía dưới. Cellphone S đang đặt hàng từ ngày 12 tháng 8 cho đến 18 tháng 8 thì sẽ nhận được quà tặng cực kỳ hấp dẫn luôn. Mình thấy là có cả bao da và tặng bút S Pen đối với cả Z Fold 3, rồi là tặng cả tai nghe FreeBuds 2 nữa, và nhiều nữa, rồi là phiếu mua hàng, mua phụ kiện vân vân. Mình may cụ thể thì link phía dưới nha mọi người. Và chỉ từ là khoảng 26.990.000 với phiên bản ở trên tay mình 128GB Z Flip 3 là các bạn đã sở hữu được rồi. Còn trên Z Fold 3 ấy, thì sẽ là khoảng giá khởi điểm là từ 43.990.000 với 256GB. Đó, mọi người nhìn đi. Trời, cả hai chiếc điện thoại gặp đều ra trên tay mình. Chủ yếu video này là mình đã test được qua về cái trải nghiệm thế nào là camera ẩn dưới màn hình, chụp ảnh như thế nào. Thực ra chất lượng selfie mình thấy là cũng không có đến nỗi kiểu tệ lắm đâu. Ok là đấy chứ. Còn bây giờ thì bye bye, đi ngủ đây. Bố ôm đi ngủ.